Trong buổi chiều ngày hôm qua chúng ta đã được lắng nghe các ý kiến, đặc biệt là trong chiều hôm qua thì chúng ta cũng đã nhận được ý kiến từ các đối tượng là đứng trong phóng sự, thì các anh các chị đã được theo dõi. Nhưng mà trước khi chuyển đổi số thì chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong chuyển đổi số thì hôm nay sẽ hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, trong đó chỉ đưa các startup đi tập huấn huấn luyện khoa công nghệ vẫn còn rất là khó khăn. Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó thì các thay mặt lãnh đạo trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội, Sở Kế hoạch Đầu tư, tôi xin trân trọng cảm ơn cho các cái cơ quan quản lý nhà nước. Còn hôm nay thì chúng ta sẽ trao đổi các cái giải pháp chuyển đổi số cho các doanh nghiệp, cái quy trình cải tiến công nghệ. Thì sau đây thì chúng ta của Sở Kế hoạch Đầu tư với cái chức năng là hỗ trợ cho các doanh nghiệp và đặc biệt là đầu mối là hỗ trợ về đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp. Thì tại thời điểm ban hành những đề án, ban hành những kế hoạch thì sau đó kết hợp chúng ta lại với nhau, kết hợp các cái máy lại với nhau thành một cái hệ thống gọi là hệ thống SCADA Manufacturing Executive System, rồi hệ thống SCADA Supervisory Control and Data Acquisition và các cái phần chúng tôi phân ra để thực hiện. Thế vì là một cái doanh nghiệp sản xuất, chúng tôi là một doanh nghiệp vừa sản xuất vừa kinh doanh, cho nên vấn đề đầu tiên là phải thực hiện chuyển đổi số trong sản xuất. Chuyển đổi số trong sản xuất ở Giáng Đông là một bài toán khó, vì Giáng Đông là một hình thành hơn 100 startup, hơn 100 mentor tham gia những cái khóa đào tạo chuyên sâu về đổi mới sáng tạo, hỗ trợ kinh phí phát triển là chưa được triển khai một cách mạnh và hiệu quả. Tiếp áp dụng thêm cả những công nghệ để vận hành doanh nghiệp mình theo một cái hướng khác, và có thể là trong quá trình thiết bị rất là nhiều, chúng tôi có hàng trăm dây chuyền mà là có nguồn gốc xuất xứ khác nhau, thế thì làm thế nào để mà có thể kết nối được các dây chuyền này, thiết bị đầu cuối các device, nhưng thì đồng thời cũng là các cái máy móc thiết bị trên dây chuyền gọi là IIoT Industry Internet of Things. Thế và công ty chúng tôi đưa ra các hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ 4.0 của Giáng Đông với năm cái thuộc tính rất phù hợp. Những cái mục tiêu mà chúng tôi đã nền mục tiêu và sứ mệnh thì là cái cần phải hướng đến, và dưới đó thì là nó gồm có các cái yêu cầu nền, rồi cái sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm thông minh, sản phẩm smart đơn lẻ, sản phẩm local tức là những sản phẩm điều khiển nội bộ và các sản phẩm ứng dụng. Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Giảng Đông, ông sẽ trình bày và nội dung là con đường chuyển đổi số, tức là có cái sự thành công đến từ cái việc là chuyển đổi số trong từ nhận thức cho đến hành động. Cái khảo sát của cục phát triển doanh nghiệp ở bên bộ ngành đầu tư chúng tôi ấy, thì là chúng tôi sẽ tập trung vào một như là thì đấy là cái phần mà thứ hai, và phần thứ ba là liên quan đến phát triển nguồn nhân lực. Hiện nay chúng tôi cũng kết hợp với và chúng ta phải có cái chiến lược, cái bước đi hết sức là cụ thể, đã giúp chúng ta làm rõ cái mối quan hệ chuyển đổi số đổi sáng tạo cho doanh nghiệp phổ biến cái con đường để thực hiện cái mục tiêu tách thức nghiệp bạn. Thế thì về chi tiết cái mô hình quản trị thì chúng tôi sẽ trình bày thêm ở phần sau. Trong các cái bài trình bày tham luận thì chúng ta thấy cái mối quan hệ rất là mật thiết, thì nó sẽ xử lý dễ hơn mà quá tự không chuẩn được sản phẩm mất chi tiết không thắng bước ở đâu ấy, không bị lỗi. Thưa bà Trần Thị Trang, Trần Sở Kế hoạch Đầu tư, trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, đã phổ biến các chính sách về hỗ trợ.